mỹ nữ. Cô Ngọc Anh, có chuyện gì không? Cậu Bảo và Nhã Hân có nhà không? Cậu với mợ hồi như đi làm hồi sáng rồi mà. Dạ. Trời ơi, không được đâu cô ơi. Không thể nào như vậy được. Tôi phải đi mép chuyện này với bà chủ thôi. Đừng mà chị. Tôi nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Trời, cái chuyện này làm sao mà giấu bà chủ được. Nhưng mà tôi nghĩ Nhã Hân không phải là loại người như vậy đâu. Không có chuyện này là tôi phải nói. Nè, có chuyện gì? Có chuyện gì mà dính dáng tới Nhã Hân vậy? Bà ơi, trời ơi, chuyện động trời rồi bà ơi. Nói đi, có chuyện gì? Bà ơi, bà chủ. Bà chủ, cô đi bà chủ. Anh ta là trọng nhân, đối tác làm ăn lớn của Gia Hưng mà. Ở đâu có mấy tấm hình này? Dạ con. Dạ thưa bác, sáng nay con với lại chị nữ lên phòng anh Bảo dọn dẹp. Dạ đúng rồi. Con vô tình phát hiện mấy tấm hình này. Con có nói là chỉ là sự hiểu lầm thôi. Con đã nói với chị là đừng có nói cho bác biết, nhưng mà chị cứ... Chuyện tày trời này làm sao mà giấu bà chủ được, phải không bà chủ? Dạ, con nghĩ Nhã Hân đôi khi cũng có nhiều mối quan hệ giao tiếp hơi thoáng ở bên ngoài, biết đâu cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mong bác đừng có trách Nhã Hân. Dĩ nhiên là tôi không trách con dâu tôi rồi. Gặp gỡ đối tác trong kinh doanh, đó là chuyện bình thường. Tôi thấy cô đừng nhiều chuyện tò mò là đúng hơn. Bà... Còn mày á? Dạ. Lúc nào cũng nhốn nháo ồn ào. Đi xuống làm việc đi. Dạ. Dạ. Ui là... Cô đi xuống đi. Dạ. Chuyện gì ồn ào vậy bà? Ông tới đây, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì? Ngồi xuống đi. Ông có thấy biểu hiện gần đây của cô Ngân có gì lạ không? Sao tự nhiên bà lại hỏi vậy? Bộ bà nghi ngờ điều gì hả? Chứ không phải trước giờ bà vẫn tin tưởng con dâu hay sao? Cô Ngân là đứa biết chuyện, đương nhiên là tôi phải thương nó rồi. Dạo gần đây con Hân nó có vẻ lạ. Có khi nào nó hận thằng Bảo mà có ý xấu với Gia Hân? Nhất là hiện tại nó đang nắm trong tay quyền sinh sát cho việc hợp tác với bên Tiến Phát đây. Ba, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Tại sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Bảo mình không lo sao được?